thì đây là một setup vô cùng đơn giản để các bạn quay vlog. Thì ở đây là một căn phòng tối, là phòng khách. Và bây giờ mình sẽ thử bật đèn ra cho các bạn xem nhé. Nó nhìn nó vàng vậy luôn để các bạn biết là trong phòng khách này nó là đèn vàng. Và chúng ta sẽ tận dụng những cái ánh sáng có sẵn trong nhà nữa. Rồi bây giờ đã là 6 giờ chiều, ngoài trời còn đang mưa nữa cơ. Rồi bây giờ trong cái set của chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái đèn K7. À, các bạn thấy ở đây có mình gắn cái đèn K7 này lên trên cái con ZV1 Ulanzi VL49. Cái đèn này sẽ có giá là 200.000. Thêm một cái đèn Bezos, những cái đèn thanh mà dán cái này các bạn hoàn toàn các bạn có thể tìm nó ở trên các trang thương mại điện tử, và nó cũng có giá đâu đó là khoảng từ 200 đến 250. Một cái cục mà không thể thiếu và nó khá là rẻ và nên dùng thường xuyên, đó là cái cục mini arm, cái mini tiêu arm này là đấy, các bạn có thể mua ở trên mạng cũng có giá khoảng 150 cho tới 200 ngàn. Toàn bộ hệ thống đèn này là mình được gắn vào trong một cái cục sạc pin di động luôn và cứ thế mà xài thôi. Rồi đây là cái khung hình mà nó đã tối hoàn toàn luôn, trong phòng khách nó tối hoàn toàn. Ok, đây là đèn pin để các bạn thấy mặt mình. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ thử từng cái nhé. Và đầu tiên là mình sẽ thử bật cái đèn trong phòng khách lên coi nó như thế nào. Đây là cái đèn gốc của trong phòng khách của mình, nó sẽ hơi vàng vàng như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt cái đèn phòng khách này đi mà mở một cái đèn khác cũng trong phòng khách, đó là cái đèn mà chiếu thẳng vô tường. Đây là cái đèn mà chiếu thẳng vô tường thì các bạn thấy là ok, ít nhất là cái background phía sau nó cũng lên cũng ổn rồi. Và bây giờ chú phiên mà chúng ta mở đèn. Giờ đầu tiên là mình sẽ xài cái đèn Bezos thành thanh này, mình sẽ đặt ở dưới. À. Rồi tại sao mình phải đặt ở dưới? Tại vì cái đèn này nó khi đặt ở dưới nó sẽ có một cái độ rộng nhất định, nó sẽ làm cho cái ở dưới này nó sẽ sáng. Sau đó mình mới mở cái đèn chính lên. Rồi, vậy là chúng ta đã mở được cái đèn chính lên. Thì cái việc cái đèn ở dưới chúng ta sẽ cần custom xíu một xíu, là các bạn có thể để ngang hoặc các bạn có thể để dọc tùy theo cái sở thích của các bạn, cái gương mặt. À, thì đối với mình ở đây mình thích để dọc hơn chút xíu, tại vì khi mà để dưới mình sẽ bị nọng, thì đối với mặt mình nó sẽ hơi mập chút xíu, thì mình sẽ để nó dọc cái đèn. Cái đèn tiếp theo là cái đèn VL49. Rồi cái đèn này nó cũng khá là sáng đấy, nó không phải đùa đâu, rất là sáng, ở độ sáng hết mức đây. Và cái đèn này được dùng để làm gì? Cái đèn này là mình sẽ được để ở bên hông như thế này để nó tạo ra một cái ven. Thì cái ven này nó sẽ giúp cho cái mặt mình trông nó có khối hơn, nó ốm hơn mình. Đặc biệt là tách mặt mình ra khỏi cái background. Và khi mà mình làm như vậy thì các bạn thấy cái ánh sáng trên mặt nó đã vừa đủ, rất là dễ chịu. Và hãy thử kéo cái bạn lại gần xem nào. Đấy, cái setup vlog này để làm beauty thì đây là cực kỳ hợp lý luôn. Tại vì các bạn có thể để cận vô để cho người ta xem khi các bạn làm make up, earring hay là bất cứ một cái gì đó ở trên gương mặt của chúng ta. Thì đây là một setup vô cùng đơn giản để các bạn quay vlog.